Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ đang trong những ngày thời tiết có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Dự báo thời tiết ngày lễ mùng 8 tháng 3 năm nay sẽ có mưa nhỏ nhưng chỉ xuất hiện vào khoảng khung giờ sáng sớm ở một vài nơi, đến trưa chiều trời sẽ tạnh ráo và ấm. Vì vậy thời tiết này vẫn thuận lợi để quý vị có thể tham gia hoạt động ngoài trời. Đêm nay và ngày mai, thời tiết chủ đạo ở miền Trung đều tạnh ráo. Chỉ riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, về đêm vẫn còn có mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hầu hết đều dưới 27 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận sẽ phổ biến từ 27 cho đến 30 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Còn tại Nam Bộ, miền Đông ngày mai tăng lên 35 đến 36 độ. Với nền nhiệt như thế này thì chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc hay Đà Lạt lên đến mức 9, 10 và các chỉ số này đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Vì vậy người dân tại đây cần lưu ý khi đi lưu thông trên đường hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước sẽ khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.